anh chị em là người mà người chơi có thể mặc thông thường quần áo phút trước nhưng phút sau lại choảng nhau ngoài sân. Cái sự yêu ghét này chính là bởi vì tính cách mỗi người là khác nhau và có thể do cách quản tuổi tác, nhưng kém cỏi thì sẽ đổi mới dần theo năm tháng. Từ lúc chào đời thì anh chị em ruột đã được đặt định là gắn kết với nhau, kém cỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy phá, cùng nhau bày trò nghịch ngợm, nhưng đôi lúc anh chị em lại biến thành hình mẫu để người chơi noi theo, hoặc khi thì lại là tấm gương được đem ra ví dong để người chơi tránh đi thói hư tật xấu nào đó. Chuyện dở khóc dở cười khi làm anh làm chị thì nhiều người đã kể rồi, nhưng mà khi đọc câu chuyện dưới đây đảm bảo người chơi phải bật cười vì quá hài hước. Nhắm mắt và thử tưởng tượng rằng một ngày nào đó giáo viên chủ nhiệm cũng là anh trai mình thì cảm giác ra sao nhé? Câu chuyện tưởng chừng như rất khó tin này thế hệ được một thầy giáo trẻ chia sẻ lên mạng làng mạc hội. Nguyên văn câu chuyện đầy bi hài như sau. Chào mọi người. Trong ảnh là mình và em mình nhỏ hơn mình 17 tuổi và sẽ không có gì để nói khi mình là giáo viên chủ nhiệm còn nó là lớp trưởng. Tuy nhiên, điều đáng nghe nhất là nó không nghe mình và về nhà hay mách lẻo với mẹ khi đánh nó và những người chơi khác. Còn xưng hô có lúc thì anh, lúc thì thầy, đôi lúc còn kêu tên ở nhà. Làm anh khổ thật. Anh trai và em gái trong câu chuyện trên. Đi kèm với tấm ảnh trên là hình lớp học, tuy đơn sơ nhưng rất đáng yêu. Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã thi nhau chia sẻ vì quá hài hước. Đa phần đều cho rằng quá bạn bè nhà này quá đổi dễ thương, một số khác lại cho rằng cả hai đều số nhỏ khi cô em gái mỗi ngày đi học đều bị người anh trai quản thúc, còn người anh thì phải canh chừng cô em gái nếu có nhỡ làm gì. Thử tưởng tượng cảnh mỗi ngày bạn bè này chở nhau đi học, đi dạy hoàn thành cùng nhau ăn trưa, tối lại cùng nhau ra về. Đến ăn cơm tối bị bố mẹ hỏi ngày hôm nay học hành ra sao cũng khiến mình tự cười rồi, người chơi quận cho hay. Khi người chơi là giáo viên chủ nhiệm nhưng không có quyền lực gì với học trò. Khổ thân anh chàng làm gì cũng bị em gái về mách bố mẹ, người chơi A. Hơ bình luận. Kiểu này chắc không cần phải đi họp phụ huynh đâu vì cô em được thầy giáo chủ nhiệm theo sát 24/7 mà, người chơi giờ. Ca chia sẻ. Còn người chơi nghĩ sao về câu chuyện này?